Thưa quý vị, trong không khí cả đất nước đều hân hoan, vui mừng và xúc động hướng về mảnh đất Điện Biên để kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Hòa chung vào không khí háo hức, tưng bừng và niềm vui chung của dân tộc, bản tin An Viên 24 giờ kính mời quý vị đến với vùng quê yên bình để gặp gỡ một vị ni trưởng cựu binh ở tuổi 110, người đã từng gấp áo cà sa, khoác chiến bào để tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Đến thăm ngôi chùa Sùng Phúc tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, một ngày mưa đầu tháng 5 mới cảm nhận được hết vẻ yên bình, giản dị nơi thôn quê. Đây cũng chính là nơi mà ni trưởng Thích Đàm Thảo trụ trì năm 1961 cho đến tận bây giờ, sau khi trở về từ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Sinh năm 1914 tại Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, năm 1920, ni trưởng xuất gia tu học tại tổ đình Hương Tích với tổ Thích Thành Tích. Năm 1952, theo lời kêu gọi kháng chiến, ni trưởng cùng nhiều vị tăng ni khác tại miền Bắc đã tạm gấp áo cà sa và khoác chiến bào, trực tiếp tham gia chiến trường Điện Biên Phủ, đảm trách nhiệm vụ y tế tại đồi A1. Những ký ức về một thời chiến tranh ác liệt có lẽ chẳng thể nào phai, nhưng ở cái tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ, chân đã yếu, mặc dù còn minh mẫn, nhưng để có thể kể lại quãng thời gian xa xưa đó, ngay lúc này, với ni trưởng là một điều thật khó. Những câu chuyện, những kỷ niệm ấy thi thoảng mới được chia sẻ cho thế hệ sau. Ni trưởng chúng tôi có nói là sau khi mà được tham gia vào trong làm y tá trên đồi A1, rất nhiều các anh hy sinh đã rồi bị thương trên là rất khổ, đêm hôm rồi thuốc men thì thiếu, thế do vậy mà cái công tác cấp cứu và chữa bệnh cho các chiến sĩ là rất gặp nhiều khó khăn. Là người quan Phật trên đã khắc phục được những cái khó khăn và chịu đựng được cái gian khổ, gọi gian nan thì rèn luyện thì mới thành công. Cụ cũng có hỏi là thế thì trong cái kháng chiến thì con hỏi thật thì cụ đã đánh được ông giặc rồi chưa? Thế cũng là đánh thì nói chung là cũng có tập sơ qua thôi, chứ còn thì chúng tôi chủ yếu là y tá, là chữa bệnh cho chiến sĩ bị thương. Khi cụ vui thì cụ mới nói, còn bình thường thì cụ không nói, tính cách các cụ là người tu hành cũng khó khăn. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã để lại nhiều giá trị, trong đó có giá trị lớn nhất chính là những người đã trực tiếp làm nên chiến thắng này để biến điều đó thành điểm tựa sức mạnh, trao truyền lại cho các thế hệ tiếp nối. 70 năm trôi qua, dù kỷ vật thời tham chiến không còn nữa, nhưng vẫn còn đó vị ni trưởng là minh chứng sống rõ nét, là tấm gương để thế hệ tăng ni Phật tử sau này học tập noi gương. Và những năm ni trưởng tôi biết được thủ trưởng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp viên tịch, thì ni trưởng đã đi đến tận nơi ngài yên nghỉ để thắp cho thủ trưởng nén hương. Đấy là cái đồng đội và tinh thần chiến sĩ của người quan Phật, cũng nhớ đến công lao của các bậc tiền bối. Đấy, và đấy là cái tinh thần đó, chúng tôi cũng có rút ra kinh nghiệm trong đời sống tu hành. Thứ nhất là cụ là người gọi là tu hành, cái thâm niên của cụ cao, cụ kiên cường trong cái cuộc kháng chiến đấy để giữ gìn đất nước. Tự hào cụ là mình được chăm cụ, rồi thấy cái sự kiên cường của cụ mà cụ càng tuổi cao, cụ vẫn minh mẫn. Về đại pháp cụ rất là chuẩn chỉ. Trong 110 năm cuộc đời, ngoài 6 năm còn nhỏ chưa xuất gia và 2 năm tạm gấp áo nhà tu ra trận, thì ni trưởng Thích Đàm Thảo vẫn còn hơn 100 năm dành trọn cho việc đạo và đời. Trước đó, vào năm 1951, ni trưởng được tháp tùng Hòa Thượng Thích Tố Liên tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới tại Colombo, Sri Lanka, mang lá cờ Phật giáo Thế giới về Việt Nam và nay là đạo kỳ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với nhiều đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc, ni trưởng đã được Đảng, Nhà nước và Giáo hội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Cả cuộc đời ni trưởng khả kính là tấm gương sáng thể hiện đạo Pháp và dân tộc luôn đồng hành cùng nhau.